Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhất các vua, chương 1. Vua David đã già, tuổi cao, và mặc dù người ta đắp áo cho người cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng: xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ đẹp và gặp được Abishag người Shunem, dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự, nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Vả Adonijah con trai Hagith tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng: cớ sao mày làm như vậy? Vả lại Adonijah rất đẹp, sinh ra kế sau Absalom. Người bàn tính với Joab con trai của Seruiah và với thầy tế lễ Abiathar, hai người theo phe Adonijah và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sa-đốc và Benaya con trai Jehoiada, Nathan thầy tiên tri, Shimei, Rei và các dõng sĩ của David không theo phe Adonijah. Adonijah dâng những chiên bò và bò con mập bên hòn đá Sohelet ở cạnh giếng Enrogen, rồi mời anh em mình là các con trai của vua và hết thảy những người Giu-đa phục sự vua. Nhưng người chẳng mời Nathan là đấng tiên tri, Benaya, các dõng sĩ cùng Salomon em mình. Bây giờ Nathan nói với Bathsheba mẹ của Salomon mà rằng: bà há chẳng hay rằng Adonijah con trai Hagith đã làm vua mà David chúa ta chẳng hay biết sao? Thế thì bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng: ôi vua chúa tôi, chúa há chẳng có thề cùng con đòi của chúa rằng con trai ngươi là Salomon ắt sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy cớ sao Adonijah trị vì? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau làm cho quả quyết các lời của bà. Vậy Bathsheba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abishag người Shunem hầu hạ người. Bathsheba cúi mình xuống và lại trước mặt vua. Vua hỏi rằng: ngươi muốn chi? Bà tâu rằng: chúa tôi ơi, chúa đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua chúa tôi, nhưng bây giờ Adonijah làm vua mà chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thảy các vương tử với Abiathar thầy tế lễ và Joab quan tổng binh, nhưng người không mời Salomon kẻ tôi tớ vua. Ôi vua chúa tôi, cả Israel đều xây mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là chúa tôi. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Bà đang còn tâu với vua thì tiên tri Nathan đến. Người ta đến thưa cùng vua rằng: này có tiên tri Nathan. Nathan ra mắt vua, sắp mình xuống trước mặt người mà lại và nói rằng: ôi vua chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonijah sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Thật vậy, ngày nay người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng và thầy tế lễ Abiathar. Kìa, họ ăn uống tại trước mặt người và la lên rằng: Adonijah vạn tuế.
Còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Sa-đốc, Benaya, con trai Jehoiada và Salomon tôi tớ vua, thì người chẳng có mời. Việc này há phải bởi vua chúa tôi mà ra, và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vua, phải ngồi trên ngai của vua chúa tôi. Vua David đáp rằng, hãy gọi Bát-sê-ba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. David bèn thề mà rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta, thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. Bát-sê-ba cúi mặt xuống đất và lại trước mặt vua mà tâu rằng, nguyện vua David chúa tôi vạn tuế. Đoạn vua David nói, hãy gọi cho ta thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than và Benaya con trai của Jehoiada. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. Rồi vua nói với họ rằng, hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Salomon con trai ta lên cởi con la của ta, rồi đưa nó đến Gi-hôn. Ở đó thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than phải sức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng, vua Salomon vạn tuế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Juda. Benaya, con trai Jehoiada tâu cùng vua rằng, Amen, Jehovah Đức Chúa Trời của vua chúa tôi cũng phán định như vậy. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thế nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thế ấy, và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của vua David là chúa tôi. Đoạn, thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya, con trai Jehoiada, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đều đi xuống, đỡ Sa-lô-môn lên cởi con la của vua David, rồi đưa người đến Gi-hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và sức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng, vua Sa-lô-môn vạn tuế. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng la của họ. Adoniya và hết thảy kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc Joab nghe tiếng kèn thì nói, sao trong thành có tiếng xôn xao ấy? Người hãy còn nói, kìa Jonathan, con trai thầy tế lễ Abiatha chợt đến. Adoniya nói với người rằng, hãy vào, vì ngươi là một tay dõng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành. Nhưng Jonathan đáp với Adoniya rằng, thật trái hẳn, vua David chúa chúng ta đã lập Salomon làm vua. Vua có sai thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya con trai Jehoiada, người Kê-rê-thít cùng người Phê-lê-thít đi theo người, và họ đã đỡ người lên cởi con la của vua. Đoạn tại Gi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than đã sức dầu cho người làm vua. Họ đã từ đó trở lên cách reo mừng, và cả thành đều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. Lại, Salomon đã ngồi trên ngôi nước. Các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua David chúa chúng ta mà tâu rằng, nguyện Đức Chúa Trời của vua làm cho danh Salomon tôn vinh hơn danh của vua, và khiến cho ngôi người cao trọng hơn ngôi của vua. Rồi vua cúi lại nơi giường mình và có nói như vậy: đáng khen ngợi thay Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy. Bây giờ, hết thảy các người dự tiệc với Adoniya đều bắt sợ hãi đứng dậy, ai đi đường nấy. Adoniya cũng sợ Salomon, đứng dậy, chạy nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Salomon hay điều đó rằng, này, Adoniya sợ vua Salomon, kìa người đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng, hôm nay, vua Salomon hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Salomon đáp rằng, nếu người ăn ở ra người tử tế,
thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi người, ác người sẽ chết. Vua Salomon sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adoniya đến sấp mình xuống trước mặt Salomon. Salomon bèn nói với người rằng, hãy trở về nhà ngươi. Chương 2. Khi ngày của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng, ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Jehovah Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se. Hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Jehovah sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng, nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Con biết sự Joab, con trai Seruya đã làm cho cha, sự nó đã làm cho hai quan tướng của Israel là Abne, con trai của Ner, và Amasa, con trai của Jethe, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận, dính vào đai nó thắt lưng, cùng vào giày nó mang nơi chân. Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên. Con hãy ở với các con trai Barzillai người Galaad cách nhân từ, cho họ ăn đồng bàn cùng con, vì chính chúng nó đã đãi cha như vậy mà đến đón rước cha lúc cha chạy trốn trước mặt Absalom anh con. Này, còn kẻ ở với con là Shimei, con trai Gera người Benjamin ở Bahurim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng nó xuống đón cha tại Jordan, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng, ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. Bây giờ con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó. Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ. David an giấc với các tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Những ngày David trị vì trên Israel là 40 năm, người trị vì 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Đoạn Salomon ngồi trên ngai David cha mình và nước người được lập rất vững bền. Adoniya, con trai Hagit, đến cùng Bathsheba mẹ của Salomon. Bà nói, ngươi đến có ý bình an chứ? Người thưa rằng, phải có ý bình an. Người lại rằng, tôi có một lời nói cùng bà. Bà đáp, hãy nói. Người tiếp, bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi và cả Israel đều mong thấy tôi trị vì. Nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. Vậy bây giờ tôi có một sự xin với bà, chớ từ chối. Bà đáp, hãy nói. Người nói, xin bà hãy nói với vua Salomon, vì người chẳng chối gì với bà, và cầu người cho tôi lấy Abishag người Shunem làm vợ. Bathsheba đáp, được, ta sẽ nói với vua dùm cho ngươi. Bathsheba đi đến vua Salomon để nói với người dùm cho Adoniya. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lại bà, đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên tay hữu vua. Bà nói với vua rằng, mẹ có một việc nhỏ xin con chớ từ chối. Vua đáp, mẹ ơi, xin hãy nói, vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu. Bà tiếp, hãy ban Abishag người Shunem làm vợ Adoniya là anh con. Nhưng vua Salomon thưa cùng mẹ mình rằng, cớ sao mẹ xin Abishag người Shunem cho Adoniya? Cũng hãy xin nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi. Hãy xin cho người, cho thầy tế lễ Abiathar và cho Joab, con trai Seruya. Vua Salomon bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, Adoniya có nói lời đó nghịch với mạng sống mình, bằng chẳng nguyện Đức Chúa Trời xử tôi cách nặng nề. Bây giờ tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm cho tôi vững vàng
và khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa mà thề rằng Adonija sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay. Vua Salomon bèn truyền lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, xông đánh Adonija thì người chết. Đoạn, vua nói với thầy tế lễ Abitha rằng: "Hãy lui về Anatot trong đất ngươi vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va trước mặt David là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta." Như vậy, Salomon đuổi Abitha ra đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Heli tại Shilo được ứng nghiệm. Tin này thấu đến Gioáp, và Gioáp đã theo phe Adonija dầu không có theo phe của Absalom. Người liền trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Người ta đến tâu với vua Salomon rằng: "Gioáp đã trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và kìa, người đứng bên cạnh bàn thờ." Salomon bèn sai Benaya, con trai Jehoiada, mà dặn rằng: "Hãy đi đánh giết hắn." Benaya đi đến đền tạm của Đức Giê-hô-va nói cùng Gioáp rằng: "Vua có nói như vậy, hãy ra khỏi đó." Gioáp đáp: "Không, ta muốn chết tại đây." Benaya đi thuật lại cho vua và tâu rằng: "Gioáp đã nói và đáp lại như vậy." Vua nói rằng: "Hãy làm y như hắn nói, hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta huyết mà Gioáp đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà David cha ta không hay đến chi cả. Ấy là Abner, con trai của Ner, quan tướng của đạo binh Israel, và Amasa, con trai Giê-the, quan tướng của đạo binh Juda. Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu Gioáp và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời. Còn phần David và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi." Vậy Benaya, con trai Jehoiada, trở lên xông vào Gioáp và giết người. Người được chôn ở nhà người tại nơi đồng vắng. Vua đặt Benaya, con trai Jehoiada, làm quan tổng binh thay cho Gioáp, và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ thay cho Abiatha. Đoạn, vua sai đòi Shimei và nói với người rằng: "Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, chớ ra đặng đi đầu này đầu kia, vì khá biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Sết-rôn thì chắc ngươi sẽ chết. Huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi." Shimei thưa với vua rằng: "Lời ấy phải lắm. Vua chúa tôi phán dặn điều gì, kẻ tôi tớ vua sẽ làm điều đó." Vậy Shimei ở lâu ngày tại Jerusalem. Cuối 3 năm, xảy có 2 kẻ tôi tớ của Shimei trốn đến nhà Akit, con trai Maaka vua của Gát. Người ta đến thuật điều đó cho Shimei mà rằng: "Kìa, 2 kẻ tôi tớ ông ở tại Gát." Shimei trỗi dậy thắng lừa mình đi đến Gát nơi nhà Akit đặng tìm 2 kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn bèn dẫn chúng nó về. Người ta thuật cho Salomon rằng Shimei ở Jerusalem đã đi đến Gát rồi trở về. Vua sai đòi Shimei mà phán rằng: "Ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo ngươi trước rằng, khá biết rằng ngày nào ngươi ra và đi đầu này đầu kia thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng, lời tôi đã nghe thậm phải. Vậy cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi?" Vua lại nói với Shimei rằng: "Ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho David là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Salomon sẽ được phước, và ngôi của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời." Đoạn, vua truyền lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, người bèn đi ra đánh giết Shimei. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Salomon. Chương 15.
vừa lúc ban mai. Các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng: "Ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời." Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà rằng: "Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu." Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng: "Các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì ngươi biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét." Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: "Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa?" Chúng lại kêu lên rằng: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Sao người này đã làm điều ác gì?" Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá." Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính điệu Đức Chúa Giêsu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ choàng cho ngài một cái áo điều và đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào ngài rằng: "Kính lạy vua dân Giu-đa." Lại lấy cây sậy đánh đầu ngài, nhổ trên ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lại. Khi họ đã nhạo cười ngài như vậy rồi thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó. Họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến nơi kia gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho ngài uống rượu hòa với một dược, song ngài không uống. Khi đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba. Án ngài có ghi vào cái bảng rằng: "Vua dân Giu-đa." Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi." Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng: "Hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin." Hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi?" Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: "Coi kìa, hắn kêu Eli." Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống mà nói rằng: "Hãy để, chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng?" Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thay đổi đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: "Người này quả thật là con Đức Chúa Trời." Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine. Marie là mẹ Gia Cơ nhỏ, và Jose cùng Salome là ba người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa là những người đã theo ngài lên thành Jerusalem. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathe
là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bảo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Giô-sép. Người đã mua vải liệm cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn. Đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Và Marie Madeleine cùng Marie mẹ Giô-sê đều thấy chỗ táng Ngài. Chương 16. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác với Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu mặc áo dài trắng thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mộ trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Thi Thiên 93. Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi. Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực và thắt lưng bằng sự ấy. Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động. Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ, Chúa hằng có từ trước vô cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi lên, nước lớn đã cất tiếng lên, nước lớn đã nổi các lượng sóng ồn ào lên. Đức Giê-hô-va ở nơi cao, có quyền năng hơn tiếng nước lớn, hơn các lượng sóng mạnh của biển. Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn, sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.